nhân dân chủ cộng hòa Canada thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam, tổ quốc anh hùng, tôi quê
bàn tay ta nắm nơi tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mai. Thành phố nối thôn xa vây vời, người chết nối linh thiêng vào đây và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc phố Nam đôi liệt nắm tay, ta đi từ đồng hoa cũ vượt thác núi đồi. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một dòng tình sinh. Trong ngày mới thành phố nó thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc phố Nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoa cũ vượt thác núi đồi. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Trong ngày mới thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên,
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể xã, cán bộ văn hóa thông tin, trưởng đài truyền thanh, bí thư các chi bộ nông thôn trên địa bàn toàn xã đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng ạ. Bên cạnh đó là sự hiện diện của các toàn thể các cô các chị trong tổ nữ công, các cô các chị trong ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã, các cô các chị là cán bộ hội viên các chi hội trên địa bàn toàn xã đã về dự đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chương trình kỷ niệm hôm nay gồm các nội dung sau: một là đồng diễn dân vũ, hai là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tặng hoa chúc mừng, ba là thông qua đề cương tuyên truyền lịch sử ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bốn là triển khai những phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, năm là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy xã An Bình, sáu là liên hoan văn nghệ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình đã có bó hoa tươi thắm chúc mừng buổi họp mặt liên hoan văn nghệ, chúc mừng các chị em cán bộ hội viên phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Trọng Dân, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có bó hoa tươi thắm lên tặng hoa chúc mừng hội nghị ạ. Sáng
lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng người trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sau. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá anh trăng Việt Nam. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sau. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Thắp tim lên, thắp cho tình người dậy trong ta. Thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta. Yêu thương người, yêu thương ta, yêu luôn những thu hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Thank you.
sáng đường rừng đêm đêm chứa chan niềm tin trên đường anh qua trên thẳng nơi nơi đường mang bao nghĩa tình đường nam bắc yêu thương đường Trường Sơn say chiến đấu đi miền Nam sáng trong lòng anh. Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại nhiều việc mà trường khó khăn và tàu tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. Khoảng 50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm và bị bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố ngày quốc tế phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 3 năm 1910, tại hội nghị phụ nữ do quốc tế thứ hai, quốc tế xã hội chủ nghĩa tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những người phụ nữ đã chiến đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: ngày nằm việc 8 giờ, làm việc ngang nhau, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Ở nước ta, vào ngày 8 tháng 3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị anh hùng, hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi Giang Sơn đất Việt. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã bất ngờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các lạc hầu, lạc tướng, của những người yêu nước khắp nơi, các quận tỉnh và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa. Được sự ủng hộ đông đảo của các lực lượng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan chính quyền Đô Bộ, buộc tướng Đô Bộ phải cải trang, cắt tóc, cạo râu chống về nước. Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng chắc được các lượng, các tướng lĩnh và nhân dân tri tôn làm vua và lên ngôi vua và lấy liên hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta, Hai Bà lại một lần nữa ra quân bất ngờ khởi nghĩa bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, do chênh lệch thế lực với địch quá lớn nên cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài 2 năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc. Thắng lợi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý của mà Bác Hồ đã từng trao tặng: anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Lịch sử đã ghi nhận những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giữ gìn chủ quyền dân tộc. Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đã có biết bao tấm gương anh hùng của các bà, các mẹ, các chị đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để có một Việt Nam lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,
đại ngày nay, thời đại của khoa học công nghệ, phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để khẳng định mình năng động, sáng tạo trong công tác, được tôn vinh trong xã hội, nhưng vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống và trong gia đình. Nhân dịp buổi họp mặt hôm nay, thay mặt cho Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị một nửa thế giới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi, rạng ngời như những bông hoa. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Dân thân gốc xa yêu cái đẹp biết làm mình đẹp trên yêu tay mềm chỉ không mềm yêu ham học hay làm nhân ai vì tha thế giới này một nửa chỉ em ta hãy tự hào vươn xa và đi tới phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới tự tin tự trọng trung hào đảm đang phụ nữ Việt Nam phấn đấu kiên trì trước những khó khăn vượt cản một mình thiên chức vinh quang cùng lắng góp công vì nhà Việt Nam truyền thống sang người chứng chiếu năm xưa phụ nữ Việt Nam cho giờ tay đơn góp sức xây dựng nước nhà tiến lên nguyện vì lời dạy của bác khi xưa tràn đầy tin vâng anh hùng bất khuất rạng rỡ tên vàng phụ nữ Việt Nam cất lời ca về phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hiện đại dân thân gốc xưa yêu cái đẹp biết làm mình đẹp trên yêu tay mềm chứ không mềm yêu ham học hay làm nhân ai vì tha thế giới này một nửa chỉ em ta hãy tự hào vươn xa và đi tới phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới tự tin tự trọng trung hào đảm đang phụ nữ Việt Nam chưa từng lùi bước vẫn đau kiên trì chưa những khó khăn vượt cản một mình thiên chức vinh quang cùng lắng góp công vì nhà Việt Nam truyền thống sang người chứng chiều năm xưa Việt Nam cho rồi tài đức góp sức xây dựng nước nhà tiến lên nguyện vì lời dạy của bác khi xưa cho đời tinh quang anh hùng bất khuất rạng rỡ tên vàng phụ nữ Việt Nam phụ nữ Việt Nam chưa từng lùi bước phấn đấu kiên trì trước những khó khăn
vượt cả một mình thiên chức vinh quang thầm làng gấp con thịt nhà thịt mưa truyền hướng sang ngày trưng chiều lan xưa phụ nữ Việt Nam trao dồi tài năng góp sức xây dựng nước nhà tinh nhuệ mình vì lời dạy của bác kỳ xưa cho đời tinh hoàng anh hùng bất khuất rạng rỡ tên vàng phụ nữ Việt Nam. Nhiệm vụ công tác hội là một trong những hoạt động nhiệm vụ quan trọng trong hàng năm. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, sẽ lên triển khai một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các cô các chị cán bộ hội viên, lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe hạnh phúc, chúc các cô các chị nữ công là cán bộ hội viên sẽ luôn trẻ trung xinh đẹp và luôn là người giữ lửa cho mỗi gia đình ạ. Vâng, sau đây thay mặt cho ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã, tôi xin triển khai một số nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Thứ nhất là về các hoạt động trọng tâm và nhiệm vụ nổi bật, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức giao lưu văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục duy trì câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, duy trì mô hình phụ nữ đi chợ bằng làn, phát triển trồng mới và chăm sóc các vườn hoa ở nhiều chi hội hơn nữa, ra mắt và mở rộng mô hình làng quê an toàn tại nhiều chi hội trên địa bàn xã, thực hiện chỉ tiêu đột phá do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giao xây dựng mô hình vườn hoa tái chế tại trường mầm non An Bình, tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng hội phí tăng mức 2.000 đồng trên một hội viên một năm, vận động hội viên hưởng ứng cuộc vận động 5.000 cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động với mức 10.000 đồng một hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ xin mở từ 1 đến 2 lớp tập huấn về nội dung nhận thức bình đẳng giới, vấn đề hôn nhân, tiền hôn nhân cho nữ thanh niên, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Về các nhiệm vụ cụ thể, thứ nhất là nhiệm vụ tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ tiêu 100% cán bộ và 95% trở lên hội viên phụ nữ sẽ được tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phẩm chất đạo đức phụ nữ, tuyên truyền về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. 100% cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với các tiêu chí về công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục tuyên truyền và phát hiện các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để động viên biểu dương kịp thời, khích lệ chị em hội viên tiếp tục cố gắng phát triển sản xuất tốt hơn. 6/6 chi hội sẽ tiếp tục duy trì ít nhất 2 hình thức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để thu hút hội viên tiếp tục ra mắt và phát triển các mô hình câu lạc bộ. Tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình cán bộ hội viên được tuyên truyền thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sạch, 5 có 3 sạch. Tiếp tục tuyên truyền về triển khai đề án 938-279 của chính phủ, vận động hội viên tham gia các tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của chi tổ và các loại câu lạc bộ sẽ triển khai sâu rộng hơn các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sử dụng và phát huy hiệu quả các tài liệu và báo phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, từ đó nhằm nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ và chuẩn mực đạo đức. Về nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh
chuyện bảo vệ môi trường. Chỉ tiêu tiếp tục làm tốt phong trào chủ nhật xanh hàng tháng, các chi hội sẽ tiếp tục tuyên truyền tới hội viên đi chợ bằng làn chống rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình, mở ít nhất một lớp tuyên truyền áp dụng phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh IMO trong xử lý chất thải sinh hoạt hữu cơ của hộ gia đình. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hộ giúp đỡ giảm nghèo, phấn đấu giúp ít nhất một hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. 6/6 chi hội duy trì và thành lập các đoạn đường tự quản, thực hiện dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm ngay từ mỗi hộ gia đình. Tiếp tục triển khai đề án 939 của chính phủ giúp đỡ hội viên có nhu cầu khởi nghiệp tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của tỉnh, tiếp tục duy trì phát huy có hiệu quả các nguồn vốn vay do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng nguồn vay, nâng mức vốn vay, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, hỗ trợ và cải thiện đời sống. Về nhiệm vụ thứ ba là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nhân dân. Tổ chức giám sát được ít nhất một chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, phấn đấu giới thiệu đảng, cho đảng kết nạp ít nhất một cụm đảng viên nữ nông thôn, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ hội viên phụ nữ, tham mưu đề xuất với về chính sách công tác phụ nữ, công tác cán bộ phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ được bình đẳng, tiến bộ và phát triển, và tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Trên đây là một số các nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023 xin được triển khai tới các cán bộ hội viên phụ nữ. Rất mong các cô các chị là cán bộ hội viên chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, nhiệt tình và tâm huyết để tuyên truyền tham gia ủng hộ các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai để đưa công tác hội và phong trào phụ nữ xã An Bình ngày càng phát triển. Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng các cô các chị hội viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa các đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các chị em, trong những ngày này cùng với phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam ở các ngoại miền trên đất nước đang sôi nổi phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 ngày quốc tế phụ nữ, ngày 8 tháng 3 năm 1910, ngày 8 tháng 3 năm 2023, và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong không khí sôi nổi vui mừng của ngày hội, tôi xin thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng toàn thể anh em nam giới trong cơ quan, xin kính chúc các chị em mãi trẻ khỏe, hạnh phúc, luôn yêu đời, có rất nhiều tình cảm đặc biệt và những bó hoa tươi thắm từ những người bạn đời, người thân và những người đồng nghiệp. Kính thưa các đồng chí, quý chị em, trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ vẫn luôn giữ vị trí quan trọng và có công hiến hết sức to lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời cũng tạo nên truyền thống của chính mình. Tám chữ vàng anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang chính là sự kết thúc sâu sắc truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Truyền thống đó vẫn mãi luôn được gắn liền với truyền thống của dân tộc. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của giới mình, người phụ nữ ngày càng phấn đấu không ngừng rèn luyện, học tập, cống hiến tài năng cũng như trí tuệ cho đất nước. Có rất nhiều phụ nữ nổi danh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa. Họ đã khẳng định vị trí, sự uy tín, thương hiệu của mình trong cả khu vực và quốc tế, để tự hào sánh vai cùng các chị em phụ nữ các nước tiên tiến trên thế giới. Đến thời điểm hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có trên 1.800 hội viên. Riêng 30 công đoàn cơ sở xã mình có 9 trên 24 cán bộ đoàn viên công đoàn, chiếm 38%. Con số này đã cho thấy rằng tỷ lệ cán bộ công nhân viên chức nữ ngày càng tăng trong cơ quan hành chính nhà nước và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tham mưu cũng như điều hành công việc tại cơ quan. Thời gian vừa qua, cùng với các ngành trong xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vẫn luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Thông qua phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị em phụ nữ cũng tích cực tham gia các phong trào cùng với hoạt động văn hóa xã hội tại cơ quan và địa phương, thực hiện tốt các chương trình làm vợ, làm mẹ của mình trong công việc chăm sóc gia đình, phấn đấu đưa gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại nơi mình đang sinh sống. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, những đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên của Liên hiệp Phụ nữ xã, ban công công đoàn cơ sở xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đề xuất kiến nghị chủ trương chính sách giải pháp đảng chính quyền địa phương tổ chức chỉ đạo điều hành các hoạt động chung tại địa phương một cách sát thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận thấy trách nhiệm với những khó khăn trong thời gian sắp tới, đòi hỏi mỗi cán bộ hội viên và nhân dân trong xã phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và địa phương xã Bình nói riêng. Khi xã Bình chuyển thành phường, huyện Tân Thành trở thành thị xã, đất công nghiệp đa phần chuyển đổi thành công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Các ngành nghề theo đó cũng có sự thay đổi theo. Do vậy, cán bộ hội viên chúng ta ngồi đây cùng toàn thể các ngành trong xã sẽ là những hạt nhân thúc đẩy các phong trào thi đua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tăng cường sản xuất lao động trên một đơn vị diện tích, phối hợp với tổ chức bộ cấp trên, các kênh ngân hàng tín dụng tạo điều kiện cho cán bộ hội viên tiếp cận nguồn vốn để chuyển đổi đưa các ngành nghề mới ổn định và phù hợp điều kiện đô thị của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, quý chị em,
qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn và cũng tin tưởng rằng mỗi chị em trong hội liên hiệp phụ nữ xã sẽ nỗ lực hơn nữa phấn đấu cả đúng công ca đẹp đầy tôn sắc tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp của mọi người mọi nhà cho mùa xuân đất nước. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc toàn thể các quý vị đại biểu, khách mời và các chị em có mặt hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhân đây chúng tôi gửi lời đến bà mẹ, những chị trong gia đình của các đồng chí. Một ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc, ấm áp và mãi là những người dẫn lửa cho gia đình và cuộc sống. Chúc buổi lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí. Chúc đồng chí cùng gia đình thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc, quan tâm sâu sắc hơn nữa các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các chị cán bộ hội viên thân mến, trong những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của cán bộ hội viên phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, không những giúp đời sống tinh thần mà còn rèn luyện sức khỏe cho cán bộ hội viên. Để tiếp nối chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thái sẽ lên duy trì phần liên hoan văn nghệ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bà, các mẹ, các chị thân mến, hôm nay trong không khí vô cùng phấn khởi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bà, các mẹ, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi họp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp ạ. Và sau đây chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng mùng 8 tháng 3 xin phép được bắt đầu. Tình yêu thiên nhiên đất nước gắn liền với tình yêu đôi lứa hòa quyện trong âm nhạc. Mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý chúng ta cùng đến với tiết mục múa ngợi ca quê hương do các chị đến từ đơn vị thôn đường biểu diễn. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Những gì yêu dấu Việt Nam trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chúng tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa, thương tiếng ru ai vui ngùi rót trên đất vội phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa câu hát thoáng buồn vây quanh liễm xưa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình họp cho đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bim bim về, nhắm ai bước đi trọn lời thề. Lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lẹo vờ áo, hàng dẫu xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Yêu dấu Việt Nam trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chúng tình.
là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa, hương tiếng ru ai vui ngùi rót trên đất ngồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa câu hát thoáng buồn vây quanh những dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bim bịp về, nhắn ai bước đi chọn lời thề. Lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lẹo bờ ao, hàng dậu xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Còn ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi.
Vâng, khi nhắc đến những người phụ nữ đặc biệt, chắc hẳn chúng ta sẽ dành vị trí quan trọng đầu tiên cho người mẹ kính yêu của mình. Mẹ luôn hy sinh chịu đựng vất vả để nuôi chúng ta trở thành và khôn lớn. Vào những dịp đặc biệt như ngày của mẹ, sinh nhật mẹ, hãy gửi đến người mẹ kính yêu của chúng ta qua ca khúc Gánh Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Ben, là những tình cảm mà không có lời nói nào diễn tả hết. Thật ý nghĩa, thật cảm động, như một lời cảm ơn tri ân đến những người mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Và tiết mục này được thể hiện qua tiếng hát của chị Thu Hà đến từ đơn vị Tôn Huy Búc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dồn trăng lưới bủa vây. Tiếp theo chương trình chúng ta đến với tiết mục múa Tổ quốc gọi tên mình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phan Quế Mai, được thể hiện qua điệu múa đến từ các chị đơn vị Huyên Ngô. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
khắp bốn phương, đường đi cho
ca dân tộc dằm trường mà sống phá. Tranh lòng nước non thân trong chốn lao tù, người hướng về quê hương. Nước nhà đang khổ đau, người xót xa trong lòng. Khắp bốn biển năm châu, kiếp người dân nô lệ cùng đau lòng khôn kể, phải đoàn kết đấu tranh. Lập tự do đây muốn lập cháu con được bác truyền cho chí lớn, sớm tiêu cháy Trường Sơn vì tương lai dòng nòi. Vẫn áo vải đơn sơ, vẫn tình thương vô bờ, nước non còn chia hai miền, tóc người càng bạc thêm. Thank you.
cuộc chiến tranh vĩ đại đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng giá trị chân thật, đẹp đẽ nhất của nó thì vẫn mãi còn. Không chỉ lưu truyền trong sử sách mà trong sưu tầm tiềm thức của người Việt Nam mà nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, vậy đem lên kỳ tích chiến thắng hai đế quốc, đó là Pháp và Mỹ, không chỉ là những người ra trận trực tiếp cầm súng mà còn là sự hy sinh, dâng hiến thầm lặng của biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ miền xuôi đến miền ngược. Chính họ đã nuôi dưỡng tinh thần, tình yêu và hy vọng tiếp sức cho những người lính tiền phương. Và cùng hành quân giữa mùa xuân là một bản nhạc đẹp trong bản giao hưởng lớn về người lính anh hùng sẽ được thể hiện qua tiết mục múa của các chị đến từ đơn vị thôn Đường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến.
biểu theo các bà, các mẹ, các chị cùng đoàn thể ở huyện Phú Quý với tiết mục Bóng Quê Con Thèm đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Xin phép khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu, các bà, các mẹ, các chị cùng toàn thể hội nghị. Cảm ơn các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn góp lên sự thành công của buổi giao lưu hôm nay. Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các bà, các mẹ, các chị luôn luôn là những bông hoa đẹp trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.